Mặc dù không sôi động như mọi năm, nhưng vào thời điểm này, làng nghề bánh tráng An Ngãi, huyện Long Điền, không khí tất bật hơn thường nhật và sức tiêu thụ tăng hơn khi Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 gần kề. Bởi bánh tráng là món ăn phổ biến của nhiều gia đình, đặc biệt là vào những ngày xuân mới khi mọi người quây quần bên nhau. Làng nghề truyền thống bánh tráng ở xã Ngãi, huyện Long Điền những ngày này đang tất bật sản xuất để chuẩn bị cho đơn hàng đang ngày một tăng vào những ngày cận Tết. Nghề làm bánh tráng đã xuất hiện trên địa bàn xã Ngãi, huyện Long Điền từ trước những năm 1975, được duy trì và phát triển theo hình thức truyền nghề của các hộ gia đình. Năm 2022, nghề làm bánh tráng của An Ngãi được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là làng nghề truyền thống. Hiện xã Ngãi có 135 hộ làm nghề sản xuất bánh tráng, chiếm hơn 58% tổng số hoạt động ngành nghề nông thôn toàn xã, phân bố rải rác ở cả 5 ấp. Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm bánh tráng, năm 2023 có 10 hộ trong làng nghề đã được nhà nước hỗ trợ về xây dựng nhà tráng, sân phơi, líp tráng bánh, máy xay bột, lò tráng điện, vân vân. Nâng tổng số hộ được hỗ trợ trong làng nghề đến nay lên 87 hộ. Xã Ngãi vào những ngày này như đang thay áo mới, không khí làm việc rộn rã. Những cái bánh tròn xếp đều trên vỉ tre ở các con đường và các giàn phơi. Bánh tráng An Ngãi chủ yếu là bánh tráng trắng dùng cuốn thịt, cá hoặc cuốn chả giò. Hiện bánh tráng có giá dao động từ 30 đến 35.000 đồng 100 cái. Hơn một tuần qua, lượng khách đặt tăng nên lò bánh của gia đình bà Đặng Thị Son, ngụ tại ấp An Phước, xã Ngãi, ngày nào cũng đỏ lửa từ 3 giờ sáng đến 5 giờ chiều mới có đủ bánh giao cho khách hàng. Nhờ được hỗ trợ xây mới khu nhà tráng bánh có diện tích khoảng 15 m2 và sân phơi bánh tráng với diện tích gần 30 m2 mà Tết năm nay, bà Son mạnh dạn nhận nhiều đơn hàng bánh tráng của khách hàng trong và ngoài huyện. Trung bình mỗi ngày, hộ bà Son sản xuất khoảng 2.200 chiếc bánh tráng, tăng hơn 500 bánh so với ngày thường. Cũng theo bà Son, năm nay nguyên liệu tăng nhiều nên lợi nhuận cũng không được cao. Gia đình là cái nghề truyền thống rồi mấy đời rồi, tới đời tôi là đời thứ ba, nhưng mà cái ngày bình thường tôi làm á, thì ngày 4 giờ là tôi thức, làm tới trưa 11 giờ là tôi nghỉ, là ngày bình thường làm để kiếm tiền đi chợ thôi. Còn như Tết á, người ta đặt hàng để chuẩn bị Tết, với lại giờ làm để cho nhiều bánh để giao cho khách ta đặt ăn á, thì tôi thức dậy lúc 3 giờ. Tôi nghĩ thì lúc 4-5 giờ. Nói chung ra cái nghề này nó không có giàu, nhưng mà nó cũng có tiền để mua cơm, mua cá để mỗi ngày trang trải được cuộc sống, mà Tết cũng có tiền mua cá, mua thịt, thì nói chung ra nó cũng ham cũng làm, với lại cái nghề truyền thống nên tôi không có bỏ nghề, tôi làm hoài. Gắn bó với nghề làm bánh tráng đã gần 50 năm, hộ bà Dương Thị Ốm, ngụ tại ấp An Phước, xã Ngãi, vào những ngày này hoạt động tất bật. Nếu như là ngày thường, trung bình bà tráng khoảng 15 kg gạo, nhưng để phục vụ cho đơn đặt hàng của các thương lái dịp Tết đã phải tăng gấp đôi. Có được kết quả này, ngoài sự nỗ lực của gia đình bà Ốm, còn có sự hỗ trợ thiết thực của nhà nước, bởi cuối tháng 12 vừa qua, nhà nước đã đầu tư cho 2 lò tráng bánh bằng điện và lợp mái tôn để thay mới mái che cũ bị hư hỏng xuống cấp, bị dột vào mùa mưa. Tết này thì ví dụ chắc cũng làm quy định chừng hăm mấy cây đổ lại thôi chứ không chắc nhiều. Làm cái nghề này là cũng 50 năm có. 5 giờ dậy cũng 5 giờ mấy tráng. Tráng tới chừng 5 giờ chiều xuống lò. Ngày thì cũng được khỏe thì 22 cây, còn hỏi mệt thì 20 cây. Tùy theo sức khỏe, chúng tôi cũng ráng cố gắng để làm sinh sống theo cái nghề này, di truyền hồi nào giờ. Thì hỏi ví dụ tôi mà có sức yếu, tôi làm không nổi thì con tôi làm không nổi thì đợi cháu. cũng cái dây, nối dòng cái dây chuyền này để sinh sống. Tuy lợi nhuận không cao nhưng bánh làm ra ngày nào bán hết ngày đó nên cũng tạm ổn định. Mỗi ngày hai mẹ con bà ốm thay phiên nhau đổ khoảng 2 thiên bánh. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu về khoảng 400.000 đồng. Bà ốm chia sẻ có được những chiếc bánh tráng thơm ngon, quan trọng nhất là khâu chọn gạo. Gạo phải thật tốt, ngon, đem ngâm rồi xay thành bột thật mịn mới cho bánh dai và dẻo. Người tráng bánh phải thật khéo tay, lành nghề, nhanh nhẹn thì chiếc bánh mới tròn, mỏng đều. Và điều quan trọng là để giữ lửa làng nghề phải có người kế thừa. Do đó bà ốm đặt hết kỳ vọng vào chị Đào Thị Yến, người sẽ tiếp nối bà giữ cho bếp nhà luôn đỏ lửa. Cái nghề này cũng thuận tiện cho tôi, vừa chán vừa đưa thuận tiện đưa rước con tôi đi học. Bây giờ hiện tại là mẹ mình, rồi hai cô 10 với lại cô 11. Rồi hiện tại đây mình cũng đang nối nghiệp với của bà là 4. Rồi mình cũng mong muốn sau này con của mình nó nối nghiệp nghề truyền thống của ông bà để lại. Càng cận Tết, lò bánh tráng của gia đình bà Đào Thị Ngọc Đạt cũng ở ấp An Phước, xã An Ngãi, đỏ lửa từ 4 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Gia đình bà Đạt cũng là một trong số 135 hộ thuộc làng nghề bánh tráng truyền thống An Ngãi. Mới đây cũng được nhà nước hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới lò điện và 100 tấm líp để phơi bánh tráng. Nhờ có sự đầu tư về thiết bị nên chất lượng bánh tráng của bà Đạt cũng ngon hơn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Và tới năm nay, bà cũng có thể mạnh dạn làm nhiều bánh hơn để tăng thu nhập cho gia đình. Một ngày thì 2 thiên, một ngày thường thì mua 2 thiên bánh. Còn Tết là khoảng là 25, 27 cây. Cho 100 lít bánh, 180 lít. Và một cái lọ điện. Vui lắm, có một cái là gia đình lâu lắm rồi, có một cái bây giờ nhà nước mới hỗ trợ cũng vui lắm. Nhưng mà cũng biết ơn các anh em ở trong địa phương đến đây cũng hết lòng với gia đình. Với gia đình tôi cũng cảm ơn nhiều lắm. Hầu hết các hộ sản xuất bánh tráng thuộc làng nghề bánh tráng truyền thống An Ngãi chủ yếu là quy mô hộ gia đình, hoạt động nhỏ lẻ, duy trì làm nghề thường xuyên theo đơn đặt hàng mỗi ngày của khách hàng. Hiện tại, việc nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà tráng, sân phơi, líp tráng bánh, máy xay bột, lò tráng điện đã giúp cho người dân tiết kiệm chi phí, thời gian và sức lao động, đồng thời bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Và quan trọng hơn hết là tạo động lực cho người dân tiếp tục gắn bó, duy trì, giữ lửa cho làng nghề ngày càng phát triển. Qua nắm bắt tâm tư của bà con đang sản xuất bánh tráng, thì khi được nhà nước hỗ trợ về trang thiết bị này thì thật sự mà nói là bà con rất vui mừng. Thì trong thời gian tới thì địa phương sẽ rà soát lại những hộ chưa được hỗ trợ của nhà nước về mà trang thiết bị để phục vụ. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị để hỗ trợ bổ sung, và bên cạnh đó cũng rà soát lại những hộ mà chưa có được mà hỗ trợ về cái những trang thiết bị này sẽ kiến nghị bổ sung. Và bên cạnh đó thì địa phương Ngãi cũng có điểm cái tham quan mà du lịch làng nghề mà trải nghiệm truyền thống bánh tráng, thì địa phương cũng có kiến nghị đối với phòng văn hóa thông tin đó là tiếp tục là giới thiệu quảng bá về cái hình ảnh sản phẩm bánh tráng để cho khách du lịch rồi các tour lữ hành biết và đến tham quan trải nghiệm. Dẫu qua bao thăng trầm, người dân làng nghề vẫn ngày ngày đỏ lửa, xay bột bền bỉ theo năm tháng. Và bánh tráng An Ngãi, dù tráng theo phương thức thủ công truyền thống hay lò điện hiện đại, đều có sự vất vả và khéo léo của người thợ để chiếc bánh làm ra có hương vị đặc biệt mà không phải nơi đâu cũng có được.